2021 đến 2020 là giai đoạn Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Những nghiên cứu về khía cạnh kinh tế, xã hội mà cụ thể là mức sống và sinh kế của hộ gia đình có người đi di cư lao động trong giai đoạn này vẫn còn bị hạn chế. Chính vì vậy, nhóm mình đã quyết định thực hiện đề tài này nhằm tìm hiểu về thực trạng mức sống và phân tích tác động của di cư lao động ảnh hưởng như thế nào đến sinh kế hộ gia đình. Và đây cũng chính là bài nghiên cứu đầu tiên phân tích dữ liệu có số năm quan sát dài nhất và cung cấp cái nhìn toàn diện về sinh kế hộ gia đình. Thế nghe nãy giờ rồi các bạn có tò mò tụi mình là ai không nè? Hello mọi người, mình là Hoàng Trâm. Mình là Ngọc Phương. Mình là Nhật Thanh. Mình là Thanh Hoài. Cái này chắc phải hỏi Phu đúng không mọi người? Đúng rồi. Thì lúc đầu tụi mình cũng rất là nghiên cứu rồi và tụi mình cũng đã có ấp ủ dự án làm nghiên cứu khoa học. Thì may, nhưng mà tụi mình thiếu cơ hội. Thì may mắn là mình học lớp thầy Quân và thầy cũng đã nói sơ qua về những nghiên cứu khoa học Omega. Lúc đó mình đã rủ Trâm đi cùng với mình. Xong rồi Trâm rủ mình với Khánh nè. Xong lúc mình thành một team. Nói chung là nghiên cứu mà thì mỗi người đều sẽ có những cái khó khăn trong nhất định á. Nhưng mà đối với nhóm Trâm thì tụi mình đã có rất là nhiều kỷ niệm chung với nhau. Có cái khoảng thời gian mà tụi mình sống y chang người Mỹ luôn, giờ giới xung quanh thay đổi hoàn toàn. Tức là mọi người tưởng tượng là tụi mình sẽ hóa thành những cái kiến thực thụ luôn. Tức là tụi mình làm việc hì hục từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối luôn á. Có như ngày này tụi mình phải gọi nhau dậy lúc 4 giờ sáng để làm việc cho kịp tiến độ nữa. Nghe mà thấy mệt luôn á. Nhưng mà làm nghiên cứu có nhiều cái hay lắm nha. Ví dụ như là trong đề tài tụi mình biết được rất là nhiều thông tin mà nó dồn hay để ý đến. Ví dụ như là phân bổ nguồn lực lao động nè, định cứ tính tan như thế nào, mà kiểu những cái kiến thức đó rất là cần thiết luôn á, đặc biệt là những mầm non tương lai chúng ta. Ngoài ra thì mình học rất là nhiều cái như là làm việc nhóm nè, đọc báo cáo, rất là nhiều cái khác nữa luôn. Trời ơi, nhưng mà không nhiều lắm cả không biết. Nói chung là làm nghiên cứu học đi. Đúng, và làm nhất phải làm là from the bottom. Cắt cho mẹ nha. Nhớ hỏi nhóm mình nha.